Vào chiều nay, giải bóng đá cúp báo Long An lần thứ 14 đã bế mạc với ngôi du địch thuộc về đội bóng FC Dũng Phong. Đến dự kháng trận chung kết và lễ bế mạc có nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch liên đoàn bóng đá Long An Lê Thành Tâm. Giải bóng đá diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10 với 9 đội bóng gồm Dũng Phong FC, Sang Diệt FC, 91 FC, Khánh Hậu FC, Quyền Đức Hòa, Phú Kiết FC, FC Đức Quệ, Quyền Thủ Thừa và FC Việt Nam Mobile. Sau 6 tuần tranh tài sôi nổi, đội bóng Dũng Phong FC xuất sắc lên ngôi du địch với chiến thắng 2-0 trước đội 91 FC trong trận chung kết kịch tính hấp dẫn. Đây cũng là chức du địch thứ tư liên tiếp của FC Dũng Phong. Bên cạnh các giải thưởng chính, ban tổ chức cũng trao các giải như thủ môn xuất sắc nhất, du phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và đội phong cách. Giải đấu nhằm tạo điều kiện cho các trận động chiên giao lưu thi đấu cọ sát để tích lũy kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao.